ba hả cô ba? Phải cậu ba không? Cậu hai lại qua đây? Tôi không ngủ được. Vậy mời cậu hai vô phòng uống nước. Dạ, mời cậu hai uống nước. Đau ngực? Đau chỗ nào? Đau làm sao? Đưa tôi qua coi. Ở đây mà không phải ở ngoài. Ở trong đây nè, trong trái tim. Giống như có ai đó bóp mạnh gì đó ở trong trái tim á. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe. Già cả rồi, có tuổi rồi, đâu phải 18, 20 gì nữa. Mới sanh, dầm nước sớm, bây giờ dễ bệnh hơn người ta. Ngày mai xin cậu hai nghỉ ở nhà một ngày đi. Ở nhà rồi lấy cái gì mà ăn? Tôi bớt uống rượu lại, đưa tiền cho bà là được chứ gì. Già cả rồi, ăn bao nhiêu đâu mà lo. Nè, bà mặc áo này vô đi. Trời chuyển mùa rồi, bà phải ráng giữ cho nó ấm biết không. Chỗ trái tim đó nó bớt đau chưa? Nó cũng bớt đau rồi, nhưng mà nó đập mạnh. Sao tôi thấy trong lòng bất an lắm. Giống như linh cảm có cái chuyện gì đó làm tôi bất an quá. Không có gì đâu, đại tiết sắp lớn quá làm cho bà giật mình. Bà tưởng tượng bậy bạ vậy thôi. Năm nay mưa sớm quá, lại có giông nữa. Sáng mai tôi phải về leo lên coi cái cột thu lôi nhà ông chủ, coi có dây nhợ còn tốt không. Chứ lỡ không về, ông thấy sơ sức gì đó bị đuổi như chơi.